Một quả đạn cối 82 ly vừa được ông Nguyễn Đức phát hiện trong khi cải tạo đất vườn tại khu vực cầu Buôn Thô, khu phố 3 thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Quả đạn dài 40cm, nặng khoảng 3,5kg, nằm sát quốc lộ 29, nơi có nhiều xe cộ qua lại. E ngại mất an toàn, ông Đức đã di chuyển quả đạn vào sâu trong vườn và báo cho cơ quan chức năng, đồng thời canh giữ không để trẻ em nhặt bán sát dụng gây nguy hiểm. Thời gian nắng nóng, sợ quả đạn phát nổ, hàng ngày ông Đức phải tưới nước và che đậy. Được biết đây là đạn cối 82 ly còn sót lại từ hồi chiến tranh, có sức công phá lớn, rất cần được xử lý an toàn.